Dạ rồi, hôm nay con quay giới thiệu một cây cách nha cô chú. Cây này mình kêu là vọng cách đó. Cây này rất là cổ và xưa. Ông chú ổng đánh về cũng mấy năm nay rồi ổng dâm lại ha. Cây này dáng nó dáng bay bằng trà rất là đẹp ha. Nói chung cây này hiếm lắm mới có được cây đẹp như thế này nha cô chú. Cái vọng cách thì rất là nhiều, mình ăn cái lá nó, ăn ba đọt của nó ha. Lại mình đụng đụng cái đọt của nó là rất là thơm. Mình ăn bánh xèo rồi ha. Có cây này rất là đẹp nên con chia lại cô chú ha. Cây này quá đẹp cô chú ơi. Dáng rất đẹp, dáng bay bằng trà ha. Nó bay lên đó kìa ha. Quá đẹp. Nhiêu hoành em ơi, nhiêu hoành. Phải chị hao 150. Rồi 170 hoành ha, mà trừ hao ba cái cắn nào là cỡ 150 hoành đó ha. Cây này dáng bay bằng trà rất là cổ ha. Đo giùm cái thân nè ơi. Đo giùm cái thân bay này đi. Cái thân bay này coi nhiêu. Này cũng cắt phôi về làm lại nha cô chú ơi, lần mình vô tay cành ha. Đó cái thân ở trên nó đi nhiêu. Thân trên đó 70 ha. Cây quá cổ luôn. Khó tìm được mấy cây cổ như thế này nha. Thấy đẹp quá nên chia của ông chú lại. Dáng quá đẹp. Khó kiếm mấy dáng này. Dáng bay bằng trà ha. Đế cũ đế dữ lắm luôn. Thối thần. Cưa hết luôn, cắt ra phôi luôn. Lấy lại mình chơi cây nghệ thuật chứ không có chơi bóng mát nha cô chú. Cây vọng cách này có thể mình ghép lại sam hương vẫn được. Nhưng mà theo con thì mình nên chơi vọng cách đi. Là mình chơi lần mà mình lấy đọt mình ăn bánh xèo luôn ha. Rất là thơm ngon. Nó ra đọt mình lại mình đụng nó thơm dữ lắm. Thơm bát ngát luôn. Khó tìm cây đẹp nha cô chú. Vọng cách thì nhiều nhưng mà cây đẹp rất là khó kiếm. Dạ rồi cô chú nào ưng ý thì liên hệ với con ha. Qua số điện thoại là 0983292921 nha cô chú ơi. Dáng bay bằng trà rất là đẹp. Nghệ thuật ha, cái này mà vẽ tay cành ra nghệ thuật rất là ok luôn. Dạ rồi ạ.